Bài này của mình chỉ mới thao tác trên mạng. Chỗ này thầy chưa validate nè. Nếu mà thầy thêm cái nữa nó vẫn thêm á. Nhiệm vụ của các bạn là các bạn sẽ validate chỗ này giúp thầy. Nếu mà bạn này có rồi, nhân viên này có rồi thì không thêm nữa. Validate được không? Mình viết cái gì? Hả? Như vậy ở chỗ này đối với lại nhân viên, đối với nhân viên các bạn nên viết thêm một cái hàm tìm, tìm đưa cái mã vô, mình tìm xem mà nếu mà cái mã đó đã tồn tại rồi thì sao, thì báo ra là gì nào. Đây, cái này quan trọng nè, nhiều khi các bạn làm quá trời nhưng mà các bạn không 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 ấy. Mình viết cái hàm tìm chưa ta? Tìm. Ừ đây nè. Tìm đưa vô nhà mã nhân viên. Như vậy cái chỗ mà thêm, chỗ thêm, thêm đâu nhỉ? Thêm chắc dưới hả? Trước, sau, cuối, đầu, mới. Thêm. Danh sách nhân viên, ghép nhân viên. Đừng có thêm vội. Mình phải làm gì chỗ này? À, tìm nếu gì, nếu tìm đưa vô đây mã nhân viên txt mã nhân viên chấm get test mã khác trừ một thì sao? Nếu khác trừ 1 thì sao? Làm gì? Thì re-option panel chọn show message none. Chỗ này thông báo nhân viên đã tồn tại. Ok. Còn không thì lưu nhân viên vào. Đó. Đó là thêm. Như vậy chỗ này chúng ta rin lại. A thêm, bấm thêm lần nữa, nhân viên đã tồn tại. Dễ không? Quá dễ. Muốn gì làm đó thôi, có gì đâu không dễ. Muốn gì có đó, nghĩ gì có đó. Rồi, gì nữa nào? B thêm lần nữa chắc chắn nó không cho rồi. Mình sẽ lưu cái file này, lưu cái array list này xuống dưới database. Lưu cái release này xuống dưới database. Và chỗ này bạn muốn lưu thì bạn sẽ làm ở ngay chỗ cái nút cho thầy thêm một cái nút nữa. Thêm, xóa, sửa. Panel này kế xuống. Rồi các bạn đẩy nó vô một cái panel, nó rất là tiện ha. Thêm, xóa, sửa. Gì nữa ta? Tìm, lưu. Chỗ này mình sẽ edit. Tìm, lưu,
Lưu ở đây, lưu mở mình bỏ ngược ở trên này đi ha. Rồi muốn để đâu để mở. Lưu rồi, như vậy mở là mình sẽ mở, muốn viết thêm nút tìm thì bấm tìm thôi. Nếu như mà bạn muốn viết thêm nút tìm thì chỗ này của chúng ta là btn tìm kiếm nè, chỗ này chúng ta sẽ là btn mở, btn lưu, được không? Rồi viết cái nút tìm. Tìm thì sao? Event action thêm vào. Nút tìm, hàm tìm mình có rồi. Thì mình có thể validate là cái ô mà mã nhân viên đó có hay không có. Nếu mà ô mã nhân viên không có thì báo dữ liệu là không có, còn không thì mình tìm ngay. Nếu như tìm txt mã nhân viên chấm getText mà bằng trừ một thì mình sẽ bảo là gì? Chấm show message và ở phía sau này chúng ta bảo là không tìm thấy. Nhân viên cộng với txt mã nhân viên chấm getText. Rồi, nếu như tìm thấy thì làm gì? Nếu tìm thấy thì làm gì nào? Thì chúng ta sẽ fill to form. Fill to form, chú ý chỗ này nha. Hết sức chú ý. Bây giờ nếu như mình chỉ tìm và thông báo là tìm thấy hay không thì như vậy là ổn. Nhưng nếu mà mình tìm mà mình fill lên form thì mình cần cái gì nữa? Nó nằm ở đâu? À, cho nên chỗ này mình nên khai báo một cái index ở đây. Và chỗ này chúng ta sẽ gán index bằng luôn nha. Chỗ này chúng ta sẽ gán index bằng, gán trực tiếp ở đây để cho nó tiết kiệm cái bước của mình. In bài 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 gắn bài rồi đây, index index bằng tìm get test. Rồi, nếu như tìm thấy và gán luôn thì chỗ này chúng ta sẽ lấy danh sách nhân viên chấm get tại vị trí index đó, fill to form. Nếu tìm thấy thì fill to form cái nhân viên mà đã tìm được rồi nè. Run a thêm b b thêm c c thêm à nấu thêm làm mới b
Tìm, không tìm thấy. A, tìm, rồi nó fill A lên lại. Ok. Dễ không? Quá dễ. Khác, sửa, yes, không nói đâu. Bây giờ tìm bằng A, tìm, rồi lên khác. Ok, như vậy mình đã viết xong hàm tìm. Bây giờ hàm lưu, lưu trước đi ha, để mình đẩy release về file, rồi sau đó mình đọc lên lại. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ xử lý cho cái nút lưu. Nút lưu event action là thêm action cho nút lưu. Đây là một cách để chúng ta sẽ viết cái nút lưu. Và chỗ này các bạn có thể viết một cái hàm riêng để bạn xử lý cái phần lưu. Private void lưu. Và chỗ này bạn lưu thì bạn sẽ khai báo là file input stream. File input stream FIS bằng new file input stream, và bạn sẽ đặt tên file là data chấm dat. Rồi một cái nữa nó sẽ báo lỗi nè, nó biểu là phải đưa vô try catch, đưa vô. Phần này là lỗi là nếu trường hợp không có file thì sao, nó lo trước cho mình. Bây giờ chỗ này là mình sẽ dùng là data out mình đang lưu mà, sorry, out chứ không phải in. Data output stream. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng output. Data output stream. Mình đang lưu data output stream. DOS. Data output stream. DOS bằng new data output stream, mình sẽ đưa cái FOS vô đây. Rồi mình chuẩn bị xong. Bây giờ nhìn người ta lưu nè, cái này là cái lớp người ta định nghĩa nha, lớp người ta định nghĩa. Bây giờ qua đến đây chúng ta viết hàm lưu file output stream data. Bây giờ người ta dùng luôn đến object luôn rồi. Ok, đối tượng thì chúng ta sẽ dùng là object output stream, tương tự như vậy, khai báo một cái object và chúng ta write object xong cực kỳ nhanh. Chúng ta dùng object luôn cho nó nhanh. Object output stream. Object output stream. Chỗ này là OOS. Rồi, object output stream. Bảo là IO cần phải thêm cái phần IO vô để ném lỗi ra ngoài. Object output stream. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là OOS.write object. Write object. Bạn đưa cái gì vô? Danh sách nhân viên. Bạn đưa cái danh sách nhân viên vô. Write object đưa danh sách nhân viên. Gì nữa? Đóng lại. OOS. Close. Rồi, xem thử lưu được không nha.
Lý thuyết là vậy đó. Mình đang thiếu cái gì biết không? Nãy thầy lưu ý các bạn là bắt buộc các bạn phải làm gì và thầy đang thiếu gì. Thầy đang thiếu gì? Coi nó lưu được không nha. Để cho các bạn thấy là nó lưu không được. Và lúc đó mình có tính cái chuyện lưu được. Nút lưu của mình. Mình viết file output stream, object output stream. Object output stream write object, mình đưa nguyên cái danh sách nhân viên vô. Và lưu, đóng lại. Chạy. A thêm. B thêm. Đã có dữ liệu rồi. Bấm lưu. Lưu cái phần output của mình không báo gì hết. À, mình chưa gọi vô, sorry, lại quên. Và cả lưu. Bây giờ ở đây khi bên này mình dùng cái row thì ở đây nó hỏi nè, đối với chỗ này mình phải dùng try catch đó. Bởi vì mình ném lỗi ra mà, thì mình phải dùng try catch. Thì nó yêu cầu mình thì mình cứ dùng thôi. A thêm, B thêm, lưu lỗi gì ta? À đây nè, lỗi nè, được chưa? Như vậy thì mình sẽ điều chỉnh chỗ nào? Nhân viên mình sẽ chỗ nào? Dòng máy 11, đúng rồi, giỏi. Em lên mình cái series apple, được chưa? Elizabeth. Ok. Thêm phần này vô. Ember là được rồi. Nhấn Control Space là tự nhiên nhảy ra. Quay trở lại. Chạy lại. A thêm, B thêm, lưu. Hên quá, không nói gì hết. Đơn giản, không nói gì hết. Rồi, xong. Mình xem thử là ở cái dự án này nó đã có cái file data.dat của mình chưa. Trong dự án data.dat đã xuất hiện, mới vừa lưu, nóng hổi luôn, 8:50. Được không? Có hai bạn sinh viên rồi đó. Bây giờ viết cái hàm mở để cho nó mở lên. Viết cái hàm mở rồi. Hồi nãy lưu rồi, bây giờ mở giống vậy không? Rồi copy đi cho nó nhanh. Làm biến mà. Code cần gì xiên, quan trọng là hiểu chạy thôi, đúng không? Xiên làm gì? Mở. Chỉ có thầy Bình mới dạy kiểu đó thôi, chứ có ai dạy nói kiểu đó. File input stream, đúng không? Chưa có giáo viên nào mà nói kiểu đó. Mấy em phải xiên lên. Làm biến đi cũng được, miễn là hiểu cho tôi là được, không cần và xiên gì hết trơn. Không cần xiên. Chỗ này là để là file input stream, object input stream. Chỗ này là file input stream. Lỗi gì nữa đây? Chưa có implement bọt này vào. Rồi chỗ này đổi thành, đổi gì? File input stream thì lúc này có còn là write nữa không? À, read object.
Mà read object thì nó read kiểu gì? Đây. Read object. Đây. Thì nó sẽ trả về gì các bạn? Trả về gì đây? Trả về object. Nó không có đuôi số nha. Như vậy chúng ta lại đảo ngược bé này ra trước. Rồi. Đây, vấn đề của mình là gì? Vấn đề của mình là khi ép qua chuỗi read object, nếu như không tìm thấy thì sao? Đó, nó ghê lắm, nó lo cho mình ghê lắm. Chỗ này nè, mình chỗ này cái lệnh này sai thì không bàn rồi. Đây, khi mình read object xong rồi nè, nó báo lỗi tiếp nè. Trước khi mà mình read object, chỗ này là nó báo lỗi đầu tiên nè. Bạn đọc đối tượng là object, được không? Bạn gán qua danh sách nhân viên, không gán được. Thì nó nói mình làm gì? Ép kiểu qua. Ép kiểu qua. Bởi vì danh sách nhân viên của mình khai báo ở trên là danh sách là list, mà đây là object, thì nó không đồng bộ. Và nó biểu mình ép qua. Ép. Thấy nó ép cho mình không? Ép kiểu nè. Mới thèm. Rồi cũng chưa chịu nữa. Nó bảo là gì? Ủa rồi có lúc anh đọc không được thì sao? Rồi thêm tiếp. Đây, bro. Ném cái lỗi vô. Class not found. Nhiều khi cái class anh không đọc được, anh không có. Class not found. Ném lỗi ra. Như vậy chỗ này các bạn draw cái gì? Draw AO exception. Class not found exception. Rồi hết lỗi. Danh sách nhân viên. Có danh sách nhân viên rồi làm gì? Fill to table. Rồi. Fill to table. Chạy lên thử xem. Phải gọi mở ra đây chứ, giờ nhớ rồi, chứ không hồi nãy quên. Mở. File output stream data. Run file. Rồi, chưa có bé nào hết. Mở, lỗi gì? Lỗi gì đây? Run time exception. File input stream, AO input stream, stock, ok, for stock, AO close, file close, có gì đâu lỗi nhỉ? Rồi chỗ này đóng lại cái file. Output input stream .close. Rồi file input stream .close. Chạy vô đây thử coi. Đi bước vào. Ủa sao đang lỗi gì đây? Mở, à, rồi rồi, hiểu. Try catch vô. Nó lo lắng cho mình mà mình không thèm nhìn gì hết. Run. Mở. Đó, lên. Hả? Chậm chậm hả? Đâu có gì đâu. Chỗ này mình đóng hai này lại một, với lại chỗ cái hàm mà mình gọi cái hàm mở nè, ví dụ như chỗ này thầy không chơi kết nè, thầy mở nè, hồi nãy nó lỗi chỗ này mà mình không lo chú ý, mình lo mình chạy không à, bởi vì mình ném ra nè, chỗ này có phải là mình ném lỗi ra không, thấy không, chỗ này mình roll nè, mình ném lỗi ra,
ném lỗi ra thì lúc gọi mình phải try catch, mình không chịu try catch thì nó báo lỗi mà cứ lo chạy không à. Suốt ngày cứ lo chạy không à. Đó, làm thì có lỗi, lỗi thì biết sửa là được. Chứ còn em code không bao giờ lỗi, nguy hiểm lắm. Đừng có quan tâm với chuyện lỗi hay không lỗi. Cứ code đi lỗi sửa, mà lỗi sửa nhanh giùm cho cái. Chứ không phải một cái lỗi ngâm mấy ngày là khỏi nhận lương. Nhưng mà cứ code nhanh đi. Chứ còn cứ ngồi đó. Rồi, đọc, chạy, mở, rồi lên, thêm đi coi, C, thêm, ui, vô được, bây giờ chỗ này, bạn C này, đổi, sửa, yes, ok, rồi bạn này, đổi thành nữ, sửa, yes, rồi, ok, nam, nữ, lưu, đóng, chạy lại, mở, rồi có nam có nữ, không nói đâu, rồi xong rồi. Quá dễ, dễ không ta? Nói chung là điểm đối với thầy nó đừng quan trọng, quan trọng là kiến thức của các bạn á. Điểm không quan trọng gì hết trơn á, cố gắng kiến thức nha. Chấm bài trung thực, điểm chắc đừng lo, trung thực là quan trọng nhất. Rồi xong bài này là đi chấm điểm được ha. Lớp 5 xong chưa? Xong rồi đó, hết rồi, giai đoạn 2 rồi, xong luôn rồi. Ủa chứ còn gì nữa hả? Có xem đâu mà rồi quay clip rồi hả? Thầy mở lượt view ra.